Thưa quý vị và các đồng chí, nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, một trong những biện pháp được các đơn vị trong toàn quân áp dụng thường xuyên đó là tổ chức hội thi hội thao. Đây là nội dung quan trọng để đánh giá thực chất, trình độ, khả năng, năng lực của các cá nhân và sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Trong năm 2024, chất lượng công tác hội thi hội thao trong lực lượng vũ trang tỉnh không ngừng được duy trì và phát triển, đạt nhiều thành tích nổi bật, thứ hạng cao. Kết quả nổi bật này chúng tôi sẽ phản ánh ở phần sau của chương trình. Mở đầu là phần tin hoạt động. Nhằm tạo điều kiện để nhân dân ổn định về nhà ở, cố gắng vươn lên trong cuộc sống, vừa qua Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Tây Ninh đã tổ chức trao tặng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Phan Thị Thu Hiền, ngụ tại ấp Thành Đông, xã Thành Long, huyện Châu Thành. Nhà đại đoàn kết của gia đình bà Phan Thị Thu Hiền được khởi công xây dựng từ ngày 11 tháng 9 năm 2024 đến ngày 23 tháng 10 năm 2024, có tổng diện tích là 60m2 với tổng kinh phí là 120 triệu đồng, nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng là 90 triệu đồng, trong đó Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vận động hỗ trợ 40 triệu đồng và Cổ phần Quân đội chi nhánh Tây Ninh hỗ trợ 50 triệu đồng. Số tiền còn lại gia đình đóng góp thêm để xây dựng nhà được khang trang hơn. Thấu hiểu và chia sẻ với nhân dân trên địa bàn tỉnh có hoàn cảnh khó khăn, thời gian qua công tác xây dựng, trao tặng nhà tình nghĩa quân dân, nhà đại đoàn kết luôn được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cấp ủy chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lực lượng vũ trang tỉnh đặc biệt quan tâm. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, thiết thực, góp phần quan trọng vào cuộc vận động cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, đồng thời thể hiện và phát huy truyền thống, phẩm chất cao đẹp, bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, tạo niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội. Đoàn công tác của Quân khu 7 do Thiếu tướng Hoàng Đình Trung, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn, đã kiểm tra nắm tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị năm 2024 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đoàn công tác tiến hành kiểm tra toàn diện hệ thống sổ sách, văn bản công tác Đảng, công tác chính trị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Tây Ninh, thị xã Hòa Thành và huyện Châu Thành. Qua kiểm tra, đoàn đã đánh giá cao kết quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị năm 2024 của lực lượng vũ trang tỉnh, cụ thể như Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị địa phương đã quán triệt sâu sắc nghị quyết chỉ thị của cấp trên, bám sát nhiệm vụ quân sự quốc phòng, tình hình thực tiễn của lực lượng vũ trang tỉnh, lãnh đạo chỉ đạo triển khai hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, cụ thể hóa thành nghị quyết, kế hoạch cấp mình và tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả. Chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, kịp thời thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn trước những vấn đề nổi cộm, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác thi đua khen thưởng được triển khai sâu rộng, có nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tổ chức thành công Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Tổ chức sơ kết tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chặt chẽ, đúng theo quy định, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy tổ chức Đảng, các cấp tiếp tục được nâng cao. Xây dựng đội ngũ cán bộ ổn định, có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ được nâng cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các đồng chí, thực hiện tốt đường lối quân sự quốc phòng của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong những năm qua, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu. Trong đó, nâng cao chất lượng diễn tập, hội thi, hội thao là khâu đột phá nhằm khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Có thể nói, năm 2024, lực lượng vũ trang tỉnh đã gặt hái được nhiều thành tích cao trong hội thi hội thao ở các cấp. Nhận thức rõ vị trí vai trò của công tác huấn luyện, hội thi hội thao, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, quyết định đến chất lượng khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh. Do vậy, để nâng cao chất lượng huấn luyện, hội thi, hội thao ngay từ đầu năm, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch với phần việc cụ thể,
lựa chọn lực lượng tham gia, xây dựng kế hoạch ôn luyện khoa học chặt chẽ, đầu tư thời gian, kinh phí, cơ sở vật chất. Thông qua hội thi, hội thao đã góp phần nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh, góp phần quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, cũng như khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn lực lượng. Để hội thi, hội thao mang lại hiệu quả, tạo chuyển động để các tập thể cá nhân tiến bộ, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao, đặt ra nhiều nội dung cần nghiên cứu, triển khai thực hiện. Trước hết, các cơ quan đơn vị chủ trì hội thi, hội thao phải căn cứ vào trình độ đội ngũ cán bộ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị để lựa chọn chủ đề, nội dung hội thi, hội thao. Xác định rõ mục tiêu, yêu cầu đạt được qua hội thi, hội thao. Muốn tổ chức thành công, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chức năng các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch khoa học, xác định nội dung hội thi, hội thao toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Cân đối giữa lý thuyết với thực hành, sát với thực tiễn, gắn với chức trách đội ngũ cán bộ, nhiệm vụ chính trị cơ quan đơn vị. Điển hình là trong hội thao quốc phòng lực lượng vũ trang tỉnh năm 2024, các vận động viên đã nêu cao tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, kỷ luật, khiêm tốn, thi đấu trung thực, quyết tâm đạt thành tích cao nhất. Qua hội thao đã xuất hiện nhiều hạt nhân mới tiêu biểu, xuất sắc làm cơ sở để Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh lựa chọn bồi dưỡng tham gia hội thao cấp quân khu và toàn quân. Từ qua 3 ngày tổ chức khai mạc thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng thì đến giờ hôm nay chúng ta đã hoàn thành cái nội dung thể thao quốc phòng lực lượng vũ trang tỉnh năm 2024. Qua kết quả báo cáo của trọng tài đã đánh giá một cách khách quan trung thực về thành tích và các đoàn và đơn vị từng cá nhân từng tập thể đã đạt được. Đặc biệt trong đợt hội thao này, một số môn đạt thành tích cao như là bơi ứng dụng quân sự này, chạy vũ trang 3.000m, 19.000m, một số thành tích trong trọng tài đã nói là tương đối tốt. Với quyết tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị địa phương và tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng quyết tâm của từng tập thể, năm 2024, lực lượng vũ trang tỉnh đã đạt được hơn 50 giải cao trong tham gia hội thi, hội thao do Bộ Quốc phòng, Quân khu và các sở ban ngành tỉnh tổ chức. Trong đó có các giải tiêu biểu như trong Liên hoan phim truyền hình toàn quân lần thứ 14 đạt 1 giải vàng và 2 giải đồng. Trong hội thao bắn súng quân dụng lực lượng vũ trang quân khu đạt giải nhì toàn đoàn khối các tỉnh thành phố. Trong hội thao thể thao quốc phòng lực lượng vũ trang quân khu đạt giải 3 khối bộ đội thường trực và giải 3 toàn đoàn. Trong hội thi kỹ thuật mật mã đạt giải 3 toàn đoàn. Trong tham gia giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 24 có một sản phẩm đạt giải 3. Trong hội thi tìm hiểu quy định của pháp luật về nghiệp vụ công tác thi đua, đạt giải nhất khen thưởng do khối thi đua nội chính tỉnh tổ chức và giải khuyến khích do Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức. Trong hội thi tuyên truyền viên trẻ, đạt giải nhất cấp quân khu và giải xuất sắc cấp toàn quân. Thiếu tá Nguyễn Thanh Lương, trợ lý công tác quần chúng, phòng chính trị, là cán bộ trực tiếp tham gia các hội thi như hội thi tuyên truyền hướng nghiệp tuyển sinh quân sự, hội thi dân vận khéo, hội thi hát ru, hát dân ca, hội thi tuyên truyền viên trẻ do quân khu và Tổng cục Chính trị tổ chức, chia sẻ. Thông qua các hoạt động hội thi hội thao, đây là một cái cơ hội hết sức là tốt để cho mỗi cán bộ chiến sĩ có thể khẳng định được cái bản lĩnh của mình, cũng như là một cơ hội để chúng ta có thể học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, cũng như là có thể học hỏi được các cơ quan đơn vị bạn về ứng dụng vào trong cơ quan đơn vị mình, góp phần là xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Và bản thân trên cương vị là một người được giao nhiệm vụ cũng như trực tiếp tham gia thi thì luôn ý thức, cố gắng, rèn luyện, nỗ lực làm sao là phải tạo ra cái mới, cái sáng tạo, thể hiện rõ bản chất của một người lính bộ đội Cụ Hồ cũng như là một người cán bộ, đoàn viên thanh niên với tâm trong, chí sáng, hoài bão lớn, đưa những cái khát vọng của lực lượng vũ trang nói riêng và của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh nói chung để có thể khẳng định được đối với các đơn vị bạn cũng như là khẳng định về những cái kết quả mình đã đạt được trong thời gian vừa rồi. Có thể thấy rằng, vượt lên mọi khó khăn về thời tiết, con người, cơ sở vật chất, sân bãi tập luyện,
mỗi cán bộ chiến sĩ đã nỗ lực phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, đạt nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào thành tích chung cho đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu vì nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng vũ trang tỉnh, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quý khán giả và các đồng chí thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Quốc phòng tự do hôm nay. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.